Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc mà xây nhà là một trong những cái việc trọng đại của đời người. Và trong cuộc đời chúng ta ấy, thì ai cũng ít nhất một lần là thường sẽ phải gì xây cho mình một căn nhà mới, đúng không ạ? Và cái việc xây nhà mới ấy, có tiền xây đã khó rồi, đúng không ạ? Mà cái việc khi mà có tiền ấy, thì lại còn cái việc chọn tuổi động thổ làm nhà nữa. Có người thì gì? Được tiền, đúng không ạ? Có tiền rồi và xây nhà thì lại được gì? Lại bị gì? Vận xui nó đeo bám. Cũng có người thì xây nhà xong thì lại làm ăn nên làm ra, phất lên như diều gặp gió. Có người thì mượn tuổi động thổ rồi nhưng mà vẫn gì vẫn gặp vận xui đủ đường, làm gì thì cũng không được thành công. Vậy thì tại sao lại có chuyện như vậy, đúng không ạ? Thì nếu mà các bạn mà xây nhà ấy, mượn tuổi động thổ xây nhà rồi mà vẫn gặp phải những cái vận đen đeo bám thì có thể các bạn sẽ phạm vào một trong 8 cái điều đại kỵ sau đây. Thì đó là những cái đại kỵ nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chúng ta biết được cái tiêu chí mượn tuổi động thổ xây nhà giúp cho các bạn có được cái tài lộc, có được may mắn và có được cái sự bình an khi chúng ta chuyển đến một căn nhà mới. Thưa quý vị, thì cái việc đầu tiên ấy, khi mà chúng ta chọn cái tuổi động thổ làm nhà ấy, thì các cụ vẫn kiêng ba thứ: một kim lâu, hai hoàng ốc, ba tam tai. Đầu tiên khi mà mượn tuổi hay làm gì ấy, thì các bạn cứ kiêng ba cái tuổi này ra. Đấy. Thì kim lâu đầu tiên là thì đầu tiên chúng ta nhắc đến kim lâu, thì kim lâu là gì? Đấy, kim có nghĩa là vàng, lâu có nghĩa là nhà, đúng không ạ? Ghép lại là gì? Là nhà vàng. Và theo quan niệm của người xưa ấy, ở cái giới vua chúa, giới quý tộc thường cho con cái kết hôn và làm nhà vào những cái năm kim lâu để cuộc sống được sung túc, có nhà cao cửa rộng, có đền ngọc lầu son để ở. Họ cũng không mong muốn cái giang sơn của mình bị cướp mất, cái cuộc sống giàu sang của mình ấy, cái quyền lực của mình bị chuyển sang những người khác. Và họ cũng không muốn mất đi cái thành quách, cái nhà cửa, cái ruộng vườn do cái công lao của mình xây đắp từ bấy lâu nay. Nên đã ban hành cái lệnh cấm người dân thường cưới hỏi xây nhà vào những cái năm kim lâu đó. Và theo thời gian thì kim lâu đã trở thành một trong những cái kiêng kỵ cần tránh trong cái việc xây nhà để gì không gặp những cái bất lợi, những cái khó khăn về sau. Đó. Thứ hai là hoang ốc. Theo nghĩa Hán Việt ý, thì hoang ốc có nghĩa là cái nhà bỏ hoang. Năm hoang ốc mà làm nhà ấy, sửa nhà tốt xấu sẽ phụ thuộc vào cái cung hoang ốc và khi mà các bạn làm nhà. Vì cái năm hoang ốc sẽ bao gồm có gì? Có 6 cung, chia làm 3 cung tốt và 3 cung xấu. Đầu tiên là gì? Chúng ta xét đến cung hoang ốc nhất cát. Nhất cát đây là cái cung tốt. Đấy. Làm nhà mà gặp cung nhất cát thì sẽ được cái sự ổn định. Mọi việc thì thuận lợi, tài, lộc thì cứ đến rồi dào. Thứ hai là hoang ốc nhị nghi ấy, đúng không? Là cái cung tốt mang lại cái tiền bạc, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, phát đạt và giàu có, giàu sang phú quý. Thứ ba là cái cung tam địa sát. Tam địa sát nó là cung xấu. Khi làm nhà mà phạm phải cái cung này thì gia chủ dễ bị bệnh tật, dễ bị hao tài tốn của, hoặc là dễ bị gì? Nguy hiểm đến tính mạng. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là tứ tấn tài. Thì tứ tấn tài đây cũng là một cung tốt. Làm nhà mà gặp cung tứ tấn tài thì gia chủ sẽ gì? Gặp được phúc lộc, làm ăn thì phát tài. Đó. Thứ năm là ngũ thọ tử, là một trong những cái cung xấu. Khi mà phạm phải cái cung ngũ thọ tử thì gia đình trên dưới sẽ bị lục đục, sẽ bị bất hòa, trong ngoài thì không yên. Tiếp theo cuối cùng là lục hoang ốc, là một trong ba cung cực xấu. Khi mà gặp cung này thì vận hạn sẽ gì khó có thể thăng tiến được, công danh sự nghiệp thì dễ bị lụi bại, dễ bị gì mất đi cái quyền chức, mất đi cái công việc, mất đi cái địa vị của mình. Tóm lại khi mà làm nhà mà gặp vào cái hoang ốc ấy, những cái hoang ốc tốt ấy, thì việc xây nhà dựng cửa sẽ gì trở nên thuận lợi và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc, mang lại những điều tốt đẹp cho gia chủ. Ngược lại khi làm nhà mà phạm cung xấu thì rất dễ bị phạm vào gì cái cảnh gia đình làm ăn sa sút, nội bộ lục đục, con cái thì bất tài bất hiếu, vân vân. Đó, đó là cái hoang ốc. Tiếp theo chúng ta xét cái tam tai. Thì theo nghĩa Hán Việt ấy, tam tai là 3 năm tai họa liên tiếp. Tam tai nên được hiểu là cái vận hạn 3 năm liên tiếp đến với một tuổi. Cũng giống như là kim lâu và hoang ốc, thì tam tai là cái vận hạn không thể tránh khỏi trong mỗi cuộc đời con người. Và cứ 12 năm ấy thì lại có 3 năm lặp lại một lần. Nó bao gồm có thủy tai, hỏa tai và phong tai. Những cái năm này mà làm việc lớn ấy thì sẽ gặp phải những chuyện khó khăn và dễ dẫn đến những chuyện thất bại. Đó, đó là tam tai. Thưa quý vị, như vậy là gì? Đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên khi mà chọn tuổi, đúng không? Mượn tuổi hay là chọn tuổi xây nhà thì chúng ta cũng phải kỵ cái tuổi kim lâu, hoang ốc, tam tai này ra. Và trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì tôi cũng đã chọn cho quý vị đây, có 9 tuổi này.
có 9 tuổi này đại cát đúng không ạ, là không bị phạm kim nâu, không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm tam tai. Thì nếu mà các bạn thuộc những tuổi này thì các bạn có thể xây nhà, tự động thổ xây nhà được. Hoặc là nếu mà các bạn không phải những tuổi này thì các bạn cũng có thể mượn những cái tuổi này để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Tuổi đầu tiên bao gồm tuổi năm 1955 là tuổi Ất Mùi, tuổi thứ hai là 1957 là tuổi Đinh Dậu, thứ ba là 1958 là tuổi Mậu Tuất, thứ tư là 1966 là tuổi Bính Ngọ, thứ năm là tuổi 1967 là tuổi Đinh Mùi, thứ sáu là tuổi 1973 là tuổi Quý Sửu, thứ bảy là 1982 là Nhâm Tuất, thứ tám là 1991 là tuổi Tân Mùi và thứ chín là 2003 là tuổi Quý Mùi. Đó, đó là 9 cái tuổi mà các bạn có thể mượn được để tiến hành động thổ làm nhà. Đó. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là ai sẽ mượn được những tuổi này và tuổi này sẽ hợp với tuổi nào, đúng không ạ? Đôi khi những cái tuổi này tốt rồi nhưng mà động thổ ấy, đến lúc gia chủ mượn về động thổ thì vẫn cứ gặp tai họa như thường, vẫn cứ gặp vận đen nó đeo bám liên miên và công việc thì không hanh thông thuận lợi, nó gặp nhiều cái xui xẻo, nhiều cái bất chắc trong cuộc sống. Vậy thì tiếp theo ấy, thì để lựa chọn ra được một tuổi động thổ tốt thì đầu tiên này, nó phải đáp ứng ba tiêu chí là không phạm kim lâu, không phạm hoang ốc, không phạm tam tai như chính cái tuổi này, đúng không ạ? Và nguyên tắc thứ hai là gì? Không xung với tuổi của gia chủ, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ hai các bạn chọn nhớ nhé, là không bị xung với tuổi của gia chủ. Đấy. Thì không xung, đúng không ạ? Ví dụ như những người 1955 là tuổi gì? Là tuổi Ất Mùi, đúng không ạ? Ất Mùi thì những người tuổi Sửu không chọn, bị xung với người tuổi Sửu mà, thì kỵ những người tuổi Sửu. Những người 1957 là tuổi Đinh Dậu thì kỵ những người tuổi Mão. Những người 1958 là Mậu Tuất thì kỵ những người tuổi Thìn. Những người 1966 Bính Ngọ thì những người tuổi Tý không nên mượn. Những người 1967 Đinh Mùi thì kỵ những người tuổi Sửu. 1973 Quý Sửu thì kỵ những người tuổi Mùi. 1982 Nhâm Tuất thì kỵ những người tuổi Thìn. 1991 Tân Mùi thì kỵ những người tuổi Sửu. Và 2003 Quý Mùi cũng kỵ những người tuổi Sửu. Đó, đó là tiêu chí đầu tiên. Thứ hai là chúng ta cũng không chọn những cái tuổi nó bị hình hại, đúng không ạ? Bị hại với lại cái những cái tuổi mà gì mà tốt này, những tuổi không phạm kim lâu này, thì bao gồm tuổi sau này, đúng không ạ? Chúng ta có gì? 1955 là Ất Mùi đó, Tý và Mùi là hại nhau. Vậy nên là những người tuổi Tý cũng không nên chọn những người 1955, đúng không ạ? Thì tôi sẽ ghi đây nhá. 1955 là kỵ tuổi Sửu này. Tý này. Đấy, 1957 là kỵ tuổi gì? Mão và Tuất. 1958 Mậu Tuất thì kỵ tuổi Thìn và tuổi Dậu. 1966 Bính Ngọ thì kỵ tuổi Tý và tuổi Sửu. 1967 Đinh Mùi thì kỵ tuổi Sửu và tuổi Tý. 1973 Quý Sửu thì kỵ tuổi Ngọ và tuổi Mùi. 1982 Nhâm Tuất thì kỵ tuổi Thìn và tuổi Dậu. Thìn này và Dậu này. 1991 Tân Mùi và 2003 Quý Mùi thì kỵ tuổi Sửu và tuổi Tý. Đó. Đấy nhá. Riêng về cái việc chọn tuổi ấy, thì chúng ta đã có rất nhiều tiêu chí để chúng ta chọn rồi. Xung hình phá hại là chúng ta sẽ không chọn nhá. Hình hại chúng ta không chọn. Để cho được thì may mắn nó bội phần hơn. Quý vị thân mến, chúng ta đã mất công chọn tuổi rồi, đã mất công mượn tuổi rồi, thì hãy mượn cái tuổi nào cho đẹp, cho nó hợp với bản mệnh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chọn được những tuổi hợp với bản mệnh, đúng không ạ? Làm thế nào chúng ta chọn được những tuổi hợp bản mệnh? Thì các bạn đầu tiên là các bạn chọn theo gì? Lộc, mã, quý nhân. Thứ hai là tam hợp, thứ ba là nhị hợp, đúng không ạ? Đầu tiên nhá, chúng ta chọn theo tuổi lộc nhá. Tuổi lộc, đúng không ạ? Thì chúng ta có giáp thì lấy lộc tại dần. Đấy, đây không thức có con giáp nào tuổi dần, đúng không ạ? Ất thì lấy lộc tại mão, bính mậu thì lấy lộc tại tỵ, đinh kỷ thì lấy lộc tại ngọ, đúng không ạ? Đây tôi sẽ ghi cái bảng này để quý vị lựa chọn nhé, xem các bạn thuộc thiên can nào. Đây chúng ta có này, giáp này, những người có thiên can giáp này, Ất này, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm và quý, đúng không ạ?
Đây chúng ta có tuổi tuổi Ất Mùi này, Ất Mùi này, Đinh Dậu này, Mậu Tuất này. Như chúng ta biết ấy, 4 tuổi là gì? Thìn Tuất Sửu Mùi thì không là lộc của ai đúng không ạ? Tuổi Mùi là 1 này, đúng không ạ? Tuổi Tuất là 2 này. Đấy, tuổi Sửu là 3 này. Tuổi Mùi là 4 này. 4 tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi là không là lộc của ai. Như vậy là gì? Nếu mà các bạn chọn theo tuổi lộc ấy thì khi động thổ xây nhà sẽ được hanh thông thuận lợi và gì? Sẽ có tài lộc đến nhà, đúng không ạ? Ví dụ như những người tuổi Giáp, đúng không ạ? Những người có thiên can Giáp thì chọn lộc lại dần, nhưng mà đây không có tuổi dần đúng không ạ? Ất thì chọn lộc tại Mão. Mão thì đây không có. Bính Mậu thì chọn tuổi Tỵ thì cũng không có này. Đinh Kỷ chọn Ngọ. Đấy. Ngọ nhé, thì với những người có thiên can là Đinh, như những người sinh năm 1987, 1977, 1967, 1957 và 1947 ấy. Đấy, thì các bạn hãy chọn tuổi 1966 này. 1966 là Bính Ngọ nhá. Được chưa? Hoặc là gì? Những người có thiên can Mậu, Bính Mậu thì chọn tuổi Tỵ thì Tỵ đi không có này. Đinh Kỷ chọn Ngọ thì những người có thiên can Kỷ ấy, chúng ta cũng chọn 1966. Những người có thiên can Canh thì chúng ta chọn tuổi Thân. Nhưng mà trong này không có Thân đúng không ạ? Tân thì chúng ta chọn Dậu. Ví dụ như những người có thiên can Tân này thì chúng ta có thể chọn tuổi 1957. 1957 là Đinh Dậu hoặc là gì? 1981 có không? Không có đúng không ạ? Rồi. Những người có thiên can Nhâm thì chúng ta sẽ chọn những người gì? Tuổi Hợi. Và Quý thì chúng ta sẽ chọn Tý. Nhưng mà Tý Phạm Tam Tai không có đúng không ạ? Như vậy là gì? Nếu mà chọn theo lộc thì chúng ta chỉ có những người có thiên can Đinh này, thiên can Kỷ và thiên can Tân thì chúng ta sẽ chọn được những người tuổi lộc thôi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái của tuổi Quý Nhân này. Thì với những người có thiên can Giáp thì lấy Sửu Mùi vào làm Quý Nhân đúng không ạ? Như vậy những người có thiên can Giáp thì chúng ta có thể chọn tuổi gì? 1955 này. Đây tôi ghi Quý Nhân ở mực đỏ nhé. Những người có thiên can Giáp như là Giáp Tý, 1984, 1974, 1964, 1954, 1954, vân vân. Đấy. Thì các bạn có thể chọn tuổi gì? Sửu này. Sửu là gì? Tuổi Mùi là 1955 này. Đúng không? Và tuổi Sửu là 1973 này. Đó. Các bạn hãy chọn cho mình những cái tuổi mà ngũ hành nó hợp mệnh nhá. Nó sinh cho mệnh mình hoặc là bằng mệnh mình hoặc là gì mình khác được. Đó. Ất thì lấy lộc tại Mạng, Ất Kỷ Thủy Hậu Đương, Ất Kỷ thì lấy Tý và Thân là Quý Nhân. Tý và Thân thì bị Phạm Tam Tai không dùng được. Bính Mậu thì lấy lộc tại Tỵ, Bính Đinh Chiêu Kỵ Vị lấy Dậu và Hợi đúng không ạ? Dậu và Hợi. Dậu thì chúng ta có 1957 là Đinh Dậu. 1957, 57 là Đinh Dậu này. Đúng không ạ? Và có mỗi 1957 là Đinh Dậu thôi. Hợi thì không có này. Đinh Kỷ, Bính Đinh Chiêu Kỵ Vị lấy Dậu là Hợi thì với những người thiên can Đinh thì chúng ta cũng có 1957. 57 này. Còn những người có thiên can Mậu thì lấy Sửu Mùi làm Quý Nhân thì chúng ta vẫn có 1955, 1973, 1991 và 2003. Đây cũng có 1991 này, 2003. Đó. Với những người có thiên can Kỷ thì Ất Kỷ Thủ Đương lấy Tý Thân thì cũng không có này. Canh thì là gì? Sửu Mùi nhá. Thì cũng có 1955, 1973. 1991 và 2003. Đó. Tân thì lấy Ngọ và Dần làm Quý Nhân. Như vậy là những người tuổi Ngọ ấy, thì sẽ động thổ được là 1966 đúng không ạ? 1966 là Bính Ngọ. Đó. Tiếp đến là gì? Nhâm thì lấy gì? Tỵ và Mão. Tỵ và Mão thì đây không có đúng không ạ? Quý thì lấy gì? Nhâm Quý Xà Thố Tàng lấy Tỵ Mão làm Quý Nhân thì cũng không có. Đó. Như vậy là gì? Khi mà chọn theo lộc mã Quý Nhân ấy, thì chúng ta sẽ chọn được những tuổi như thế này. Thì các bạn cứ chọn được đúng lộc mã Quý Nhân này đã là ngon rồi. Đấy. Khi mà chọn được Quý Nhân ấy, thì cái công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, làm việc thì sẽ được may mắn và gặp nhiều cái thuận lợi trong cái cuộc sống khi mà chúng ta tiến vào ở căn nhà này đó. Và tiếp theo thì các bạn cũng có thể lựa chọn theo kiểu tam hợp hoặc là nhị hợp đúng không ạ? Ví dụ như là những người tuổi 1955 này thì là tuổi Ất Mùi đó. Mùi hợp với gì? Hợp với Hợi và tuổi Mão. 1957 Đinh Dậu thì hợp với tuổi Tỵ và tuổi Dậu đúng không ạ? 1958 Mậu Tuất thì hợp với tuổi gì? Dần và tuổi Ngọ. 1966 Bính Ngọ thì hợp với tuổi Dần và tuổi Tuất. 1967 Đinh Mùi thì hợp với tuổi Mão và tuổi Hợi. 1973 Quý Sửu thì hợp với lại tuổi Tỵ và tuổi Dậu. 1982 Nhâm Tuất thì hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ. 1991 Tân Mùi và 2003 thì hợp với tuổi Mão và tuổi Hợi đúng không ạ? Thì ngoài ra các bạn cũng có thể chọn theo cái tiêu chí lục hợp đúng không ạ? Ví dụ như là tuổi 1955 là Ất Mùi, 1955 là Ất Mùi thì có Ngọ Mùi nhị hợp đúng không ạ? 1957 là gì?
Thìn và Dậu là nhị hợp. Thì những người tuổi Tuất thì có thể chọn 1958 này, thì những người tuổi Mão có thể chọn được. 1966 Bính Ngọ thì những người tuổi Mùi có thể chọn được. 1967 Đinh Mùi thì những người tuổi Ngọ có thể chọn được. 1973 Quý Sửu thì những người tuổi Tý có thể chọn được. 1982 là Nhâm Tuất thì những người tuổi Mão có thể chọn được. Đấy, 1991 là Tân Mùi thì những người tuổi Ngọ có thể chọn được. Tương tự với 2003 cũng vậy. Các bạn hãy chọn làm sao này theo cái quy luật, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Cái tuổi mà mượn ấy nó phải sinh cho mình. Đầu tiên là gì? Tuổi này. Đấy, nó phải sinh cho mình, đúng không ạ? Ưu tiên số 1 là sinh. Thứ hai ấy, thì ít nhất nó phải có ngũ hành là gì? Bằng mình. Tỷ hòa đấy. Và thứ ba là gì? Là mình khắc được. Mình khắc được cái tuổi đấy, khắc được cái tuổi mà mượn ấy. À, ví dụ nhá, như một bạn 1991 là Tân Mùi, đúng không ạ? Tân Mùi cũng ngoài thuộc thổ. Thổ đó. Thì Tân Mùi cũng ngoài thuộc thổ thì chúng ta sẽ mượn tuổi nào? Ví dụ như Tân Mùi 1991 Tân Mùi, chúng ta xây nhà chúng ta có thể mượn tuổi 1966. 1966 Bính Ngọ là ngoài thuộc thủy. Đấy, thổ thì khắc được thủy, tức là chúng ta phải khắc được cái người mà chúng ta mượn tuổi. Đấy. Còn lại thì các bạn chọn gì? Ví dụ như là 1966 ấy, là thủy, thủy sinh mộc, thì những người bị 1989 kỷ tỵ thì có thể nhờ 1966 động thổ cho, kiểu vậy. Đó. Thì các bạn cứ lựa chọn theo đúng những tiêu chí đấy thì tự dưng mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và các bạn sẽ gì? Có một cái nhà đẹp như ý. Đó. À, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tiêu chí để chọn cái tuổi động thổ xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Hãy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong những chương trình tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái nghi lễ, nghi thức mượn tuổi động thổ thế nào để cho được thuận lợi và may mắn. À, quý vị có thể đặt câu hỏi ở phần comment bên dưới video ấy, thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc nhanh nhất cho các bạn. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.